Em chào cô chú anh chị nha, em có một ít lo em bán hết trơn, em thanh lý em nhập hàng khác vô à. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Đây, em có một cặp bát 40. Em thanh lý luôn nghe chú anh chị. Cặp này em bán với giá là 900k. Chuyển phải em bao ship tới nhà luôn nghe cô chú anh chị. Còn hát tốt quá chứ nghe cô chú. Cặp này em bán 900k. Em xả vốn nha nghe. 4 tấc côn trăm. Hoạt động tốt, 900k. Bao ship tới nhà xả luôn nha cô chú anh chị. Em nhập hàng khác vô nha. Cái này 4 tấc. 4 tấc côn 51, cặp này là còn đẹp. Còn khá là đẹp nha. Cặp này em bán với giá là 500k bao ship. 4 tấc côn 51 này 500k bao ship nha cô chú anh chị. Đây, em có một cặp đúng B52 luôn nha. Đây, hàng này là đúng B52, gọi là cái này, nếu mà được gọi là cái này là gọi là hàng bãi là được nè. Này cũng khá là lâu rồi nè. Này đúng hàng B52 nha. Đã làm con rồi, cái cặp này đã làm con rồi. Em bán với giá 1.800k bao ship tới nhà cô chú anh chị. Cặp này đã làm con rồi nha cô chú anh chị. Đây, đã làm con rồi nha. 5 tấc từ 22 con trăm. Đúng hàng B52. Đúng hàng B52. 1.800k bao ship tới nhà nghe cô chú anh chị. Đây. 4 1. Này là coi em có hai cặp BA. Đây mũi vọng còn là còn nguyên zin nha. Mà lo này em thấy là có dán kèo ở dưới, nhưng có dán kèo bằng nhện chắc có lẽ làm con rồi. Thì nói chung là hình thức là nó còn đẹp như thế này, nhưng mà có dán kèo bằng nhện, kèo nó vàng vàng, em cho làm con rồi đi. Em bán xả luôn cặp, một cặp 1.800k bao ship tới nhà cho cô chú anh chị luôn nha. Đây, 1.800k bao ship tới nhà. Em có hai cặp rồi, em bán xả hết nha. Đây em nhập hàng khác vô nghe cô chú anh chị. Rồi, một cái lo Kenwood này em bán xả luôn. Đây, cái lo Kenwood này. Lo này lo 2 tấc nha. Thì 2 tấc 2 ha. Nếu mình đo cái dòng này gọi là 2 tấc 2 tấc rưỡi. Đúng rồi, 2 tấc rưỡi. Một cái lo Kenwood này còn hát tốt nha. Em bán với giá là 200k nha cô chú anh chị. Đây, cần cứ gọi em một cái nha. Rồi, một cặp lo móng ngựa. Nói chung là mọi hàng này nè, tất cả là em thanh lý thiệt, nhưng mà mọi thứ là nó còn hoạt động tốt hết trơn nha, không có lỗi lầm gì cho cô chú anh chị. Cô chú anh chị cứ chốt hàng, cứ chụp màn hình gửi cho em. Em sẽ có video trên Zalo, em gửi từng chi tiết qua xem rồi em test luôn nha mọi người. Rồi, cặp lo móng ngựa này em bán với giá 300k bao ship luôn nha. Em thanh lý hết nè, em nhập hàng khác luôn nha. Rồi đây. Rồi 300k cặp này lo tầng giải nha. Bao ship tới nhà của chú anh chị luôn nha. Rồi cặp này. Cặp này có bác nói là lo của Hitachi. Cặp Hitachi này em bán với giá là 400k bao ship tới nhà luôn nha cô chú anh chị. Cần cứ gọi cho em, chụp màn hình lại gửi cho em. Em bao ship tới nhà hết. Em thanh lý hết nha cô chú. Đây 23 21. Rồi cặp Hitachi này em bán là với giá là 400k bao ship tới nhà nha cô chú anh chị. Rồi cặp chép ERCF 750 này em bán với giá là 850k bao ship tới nhà nha. Đây cái này bên đây em để đây, không xài để bụi nè. Đây một cặp chép không có họng nha. 850k bao ship tới nhà nha cô chú anh chị. Rồi cặp thùng này cái video trước em đã có quay rồi đấy. Em xả luôn với giá 800k bao ship tới nhà luôn cho cô chú anh chị nha. Cặp thùng này 800k nha.
Đây em xả hết, đang em nhập hàng khác vô. Camera dân này quy đâu chứ em bán 2 triệu phải không? Bây giờ bữa nay em xả luôn, em bán với giá 1.600.000 bao ship tới nhà luôn, xả lỗ luôn nha. Đây 1.600.000 bao ship tới nhà cô chú anh chị. Đây con Wood 3850, nói chung là mấy cái này là máy đẹp hết nha. Anh em chốt đi cứ chụp hình lại cho em. Em bán với con Wood này với giá là 3.500.000 bao ship tới nhà. Con 8.5 này em bán với giá là 3 triệu bao ship tới nhà nha. Con 72 này em bán với giá là 2.600.000 bao ship tới nhà. Cái mi sanitizer này em xả luôn nha, em xả hết nha. Cái mi sanitizer này, một hộp mi sanitizer này đây cô chú anh chị coi nha. Đó, em bán với giá là 1.400.000 bao ship tới nhà luôn, em xả hết nha. Đó, 1.400.000 bao ship tới nhà cô chú anh chị. Để trong em còn ít đồ cho tình bạn nên mà em không có lo ra quay được nghe cô chú. Đến hôm nay em rảnh em lo ra quay cho cô chú anh chị xem nha. Đèn bem này là em thâu khách lại, em để hơi lâu nè, em biết là còn hoạt động hay không. Cho nên em bán với giá 500.000 một cây, không bao ship nha. Đèn bem này 500.000 một cây không bao ship nha, em có hình như là 4-5 cây gì đấy. Đấy. Để em quay, có em có cục thùng nghe nhạc hình như là ác lắm. Để em lấy cục thùng nghe nhạc cho chú anh chị xem nha. Ai đây, đây em có món gì ở đây. Ý dạ, ơi là cũng nha. Cái vang. Đây nhìn hình nha cô chú anh chị. Cái van này hơi là bị đẹp nha. Em đã test rồi, mọi thứ là chạy tốt hết trơn nha, không có lỗi lầm gì hết trơn nha. Đây. Đó, cô chú anh chị cần cứ chụp màn hình lại cho em, rồi em sẽ có video test cho cô chú anh chị xem nha. Đó. Máy còn khá là đẹp luôn, con này còn đẹp lắm. Này CF rồi là hàng bãi. Con này em bán với giá 1.850.000 bao ship tới nhà cô chú anh chị nha. Đó 1.850.000 nha. Một con mang số 7 nha cô chú anh chị. Em còn gì nữa đây, em còn lần kia sau lưng em cũng còn hơi khá là nhiều đồ. Thôi bữa nay chắc em quay video cũng vừa rồi thôi. Em sẽ có video khác cho cô chú anh chị xem nữa. Có một số người thì nói là video ngắn quá, nhưng mà em sẽ quay dài quá cô chú anh chị xem, nhưng người ta xem ta xả nữa. Bản thân em cũng vậy thôi, nếu mà dài quá em xem cũng xả. Nhưng chắc để tới em sẽ quay video có khoảng từ 6 phút đổ lên cho cô chú anh chị xem cho nó dễ ha. Đây. Thôi chào cô chú anh chị nha, chúc cô chú anh chị buổi tối vui vẻ nha. Cần cái gì cứ chụp màn hình lại cho em nha, rồi em sẽ có video test hướng dẫn chi tiết cho cô chú anh chị xem nha. Chào cô chú anh chị nha, chúc mọi người vui vẻ nha.